Xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Hôm nay chúng ta sẽ học múa bài Mời Anh Về Thăm Quê Em. Đây là bản múa tay không. Bản múa nón các bạn hãy vào link ở dưới phần mô tả. Bài múa tay không mình cũng chia làm 5 tổ hợp. Có một tổ hợp nhạc dạo, dạo đầu và dạo giữa làm giống nhau. Và 4 tổ hợp lời. Đầu tiên là tổ hợp nhạc dạo. Từng bước một đi vung tay lên 4 bước và đi lùi xuống 4 bước là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai, ngửa tay phải ở bên phải, co cù trỏ lại, kẹp ở bên eo và đưa chân trái về phía trước. Đổi tay thì đưa chân phải về phía trước thì tay trái ngửa ra. Đây là động tác thứ hai của phần nhạc dạo. Làm một bên 4 lần. Đó là hai động tác ở phần nhạc dạo. Mình xoay lưng lại làm một nhạc dạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bắt đầu vào phần lời. Tổ hợp đầu tiên của phần lời, hai tay chúng ta chéo vào nhau, mở ra, chéo vào nhau, mở ra hai lần. Sau đó chéo vào nhau, mở lên trên, mở ra. Đó là tay. Chân thì đi sang bên phải hai bước. 1, 2, 3, 4. Nhún xuống, đứng lên. Và đi về bên trái hai bước. 1, 2, 3, 4. Kết hợp chân và tay. Khi bước chân phải thì hai tay chéo vào nhau. Khi thu chân trái về thì hai tay mở ra. Lần thứ hai. Và bây giờ đứng tại chỗ, nhún xuống, mở tay lên và mở ra. Trở về bên trái, khi bước chân trái hai tay chéo vào nhau. Khi thu chân phải hai tay mở ra. Lần thứ hai như thế. Và lại chéo tay mở lên trên. Tổ hợp thứ hai. Bước chân phải, chéo hai tay vào nhau. Đá chân trái về trước thì tay phải ra trước, tay trái ra sau. Thu chân trái về thì hai tay chéo, đá chân phải thì tay trái phía trước, tay phải phía sau. Mỗi bên hai lần. Sau đó bước chân phải ra, nhún xuống, hai tay chéo. Mở hai tay lên thì chân trái rút về phía sau và kiễng gót, mở hai tay ra. Bước về bên trái, hai tay chéo, rút chân phải, hai tay mở. Mình làm lại hai tổ hợp này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm cùng chiều hai tổ hợp này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp thứ 2 ở đây, thứ 2 của phần lời. Đến tổ hợp thứ 3 của phần lời. Tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Hai tay ngửa lòng bàn tay ra, gội. 1 lần chậm, 2 lần chậm,
và 3 lần nhanh. 1, 2, 3. Chân phải tiến về bên phải 2 bước, đứng xuống 1 lần này. Bước thứ 2, 2 lần. Bây giờ 3 lần gượng tay nhanh thì xoay tròn theo tay bên phải. 1, 2, 3. Và đổi tay, làm về bên trái. Bước chân trái lên trên, trọng tâm chân trái. Chậm, 1, 2. Và bây giờ xoay và gượng tay nhanh 3 bước. 1, 2, 3. Lặp lại nhé. 1, 2, 3, tả, 4, 5, 6, 7, 3, 8. Tiếp theo bước chân phải lên và xoay người sang bên phải, hai tay lồng vào nhau, guộn. Dựng hai bàn tay lên thì kiễng chân trái. Mở tay ra, bước chân trái lên, lồng hai tay vào nhau, guộn, kiễng chân phải đằng sau, trọng tâm chân trái. 4 bước đi lên. Bước thứ 3 này, guộn. Bước thứ 4 này, guộn. Và đưa tay lên, lùi xuống chỗ cũ. Đó là tổ hợp thứ 3. Mình xoay lên lại là tổ hợp thứ 3 nhé. Đây, bắt đầu đi về bên phải. 1, 2, 3, tạ, 4, 5, 6, 7, tạ, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lùi. 1, 2, 3, 4. Tổ hợp cuối cùng. Hai tay, tay phải ngửa, tay trái úp, kéo về bên phải, xuôi theo bên hông. Lật ngược lại, tay trái ngửa, tay phải úp thì kéo sang bên trái. Tay đi thành hình số 8 này. Khi tay về bên phải thì bước chân sang bên phải. Khi tay về bên trái thì bước chân sang bên trái. Mỗi bên 2 lần. Sau đó bước về bên phải. Hai tay đưa lên cao. Cuộn tay và kéo chân trái về đằng sau. Nhúng đầu gối phải xuống. Dựng hai bàn tay lên. Bước về bên trái. Đưa hai tay về bên trái. Cuộn tay giúp chân phải về đằng sau. Và nhúng đầu gối chân trái xuống. Lặp lại hai động tác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình xoay lên lại làm tổ hợp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ làm theo trình tự sau. Tổ hợp nhạc dạo đầu và dạo giữa sẽ làm giống nhau. Tức là chúng ta làm dạo đầu, sau đó làm 4 tổ hợp lời. Sau đó lại lặp lại nguyên nhạc dạo giữa. Và lời 2 làm giống như nhạc dạo đầu và lời 1. Thêm câu kết chúng ta lặp lại một lần của tổ hợp cuối cùng là bước sang phải, sang trái, sang phải, sang trái. Cuộn tay ở bên phải, ký chân trái.
cuộn tay bên trái và cái chân phải. Sau đó mở hai tay lên, xoay một vòng và kiễng chân trái đằng sau, kết thúc. Các bạn hãy vào phần mô tả ở bên dưới video để xem tất cả các video liên quan. Chúc các bạn luyện tập thật tốt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.